con ăn đi, của con đấy. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng Mac. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những dự án iRobot đến từ Mac Việt Nam. Một trong những kênh mà chúng ta thường xuyên có những chương trình iRobot rất là chất lượng. Hôm nay Mac Việt Nam sẽ đem đến chúng ta hai chương trình iRobot, và ngay lúc này đây chúng ta sẽ chia sẻ chương trình iRobot đầu tiên. Chương trình iRobot này sẽ dành cho chúng ta với một cái dự án ZES Zeto. Dự án Zeto này thì sẽ có thời gian thực hiện để anh em tham gia từ ngày 31 tháng 5 và kết thúc vào ngày 3 tháng 6. Những chương trình iRobot từ Mac Việt Nam thì anh em biết là rất là uy tín và nhiều anh em được trả thưởng thông qua những chương trình iRobot này. Để tham gia vào dự án iRobot hôm nay thì nếu như anh em chưa tài khoản trên Mac thì các bạn có thể đăng ký theo link dưới mô tả video. Chúng ta sẽ mở một cái form ra, ở đây có cái link form này, các bạn mở ra này. Thì nhiệm vụ cũng rất là quen thuộc rồi, các bạn sẽ tiến hành like. Lúc chia sẻ về mẹ lại không cho ăn nữa bây giờ. Chờ một chút. Hơi lag nhỉ. Con cầm thấp cái thìa xuống. Ok rồi. Chúng ta nút chia sẻ công khai. Rồi sau khi các bạn chia sẻ thì chúng ta sẽ về từng nhà chờ một lát nữa. Hơi lag anh em ạ. Rồi bây giờ các bạn có thể follow kênh Make Việt Nam đi. Trong lúc chúng ta chờ đợi các bạn sẽ follow cho mình kênh Make Việt Nam. Mạng mình hơi kém, hôm nay sao hiểu không hiểu sao nay kém quá nhiều. Rồi, chúng ta sẽ follow rồi. Cùng với việc follow thì các bạn sẽ join vào kênh Mac Việt Nam trên Telegram. Và cũng ok, không cần phải join kênh Twitter nữa, nhưng mà thôi, được rồi. Ở đây không có nhiệm vụ join Twitter anh em ạ. Các bạn ấn về từng nhà cho mình nhé. Nạc à. Mạng lại chán thế. Ok, bây giờ mình đã nó về từng nhà rồi. Chúng ta sẽ lấy link bài đăng. Trong lúc các bạn chờ đợi thì các bạn điền cho mình những phần thông tin, ví dụ username tài khoản Telegram, UID của tài khoản Mac. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần thời gian bài đăng các bạn vừa chia sẻ nhé. Copy cho mình phần link. Ok. Paste phần link phía dưới đây và các bạn sẽ nút gửi để nộp form là xong. Dự án này thì đơn giản đúng không ạ? Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình iRobot với dự án Zeto ZES ở trên nền tảng Mac Việt Nam. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn, chúng ta tiếp theo.